Nguyễn Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Rất vui được gặp lại cô chú và anh chị. Dạ, đây là chiếc phà ở bến phà Vĩnh Sương. Bến phà Vĩnh Sương là một bến phà quan trọng nằm trên sông Tiền và là tuyến giao thông huyết mạch kết nối giữa Việt Nam và Campuchia. Vì vậy, khi nhìn từ bến phà sang phía bên kia thì cô chú và anh chị cũng thấy rồi đó, dòng chảy rộng lớn của sông Tiền. Xa xa ngoài kia có những chiếc xà lan rất là hùng hậu. Dạ, thì bây giờ Ngọc xin mời cô chú và anh chị cùng với Ngọc ghé vào thăm chợ biên giới Vĩnh Sương nha. Dạ, thì đây là cô chú và anh chị, những chiếc ghe máy này á, là để chở những cái người mà ở trên xà lan cô chú. Đó, là ra ngoài chiếc xà lan bự ngoài kia. Dạ, như là ghe chở khách đấy đó. Dạ, thì cái bãi này là xà lan neo đậu rất là lớn cô chú và anh chị. Dạ, thì cái khúc ở trên này là cái chợ của Vĩnh Sương, nhưng mà ở Vĩnh Sương này thì cũng chưa chính thức có một cái chợ nào cả cô chú. Dạ, như là chợ nhóm thôi. Dạ, mé ngoài bờ kè này thì Ngọc thấy là mọi người mua bán cũng khá là đông. Dạ, thì đây Ngọc thấy là cũng có một số cá lăng rất là ngon cô chú và anh chị. Dạ, con chào gì nha. Cá này là cá sông đó hả gì hả? Dạ, cá sông. Dạ, dạ, cá lăng này là cái màu vàng này nó ngon hơn cá lăng đen phải không gì? Thì cũng là cá sông không chú ơi. Dạ, cá sông không ha, nhưng mà con thấy có một loại là cá đen nữa đó gì? Dạ. À, gì đó hả chị? Cá lăng nha là nó màu đen đó hả chị hả? Dạ. Nó đen nhiều hơn. Dạ, cá lăng chì nó đen hơn. Vậy là tính ra là có 3 loại cá lăng lận hả chị? Cá lăng đỏ nữa. Rồi. Vậy là tính ra cũng nhiều loại quá ha. Thì trước giờ cũng Ngọc tưởng đâu là chỉ một loại cá lăng hoặc hai loại thôi, nhưng mà nghe chị gái này nói đây là tới cỡ 3-4 loại cá lăng lận cô chú. Cái loại này là nó màu vàng nè, thì thấy nó rất là ngon. Còn có cái loại mà hơi đen đen, rồi có loại đen hung nữa, đen hung là cá lăng chì, rồi cá lăng đuôi đỏ nữa. Dạ, thì Ngọc thấy là dì bán ở đây là cá lăng, rồi cá trê. Nè mà mến này nghe. Dạ, cái này là ít đồng nè hả gì ha? Ít đồng đó. Trời, nhìn thấy ngon không cô chú? Dạ, quá ngon rồi, kêu cho tên mua tiếp chừng lớn. Dạ. Mua được là mua này đi, mua tiếp cái này gì tức. Dạ, mua tiếp cái này gì tức. Mua tiếp cái đó gì tức. Ồ, cái này là cô làm sẵn rồi đó hả? Ờ, đó là dạ. Nhận nước rồi. Mình làm sẵn với là cái chưa làm nào cao giá hơn gì? Dạ, cái này cao giá hơn, còn nó hơi nhỏ hơn chút. À, cái còn 120. Cái còn đó là... Dạ, thì cái ớt thì còn sống này là 120. Ờ, còn giờ bây giờ YouTube phải quay, phải mua nửa ký ớt cho tôi coi. Dạ. 80 cho. Dạ. Cho 80 coi. Dạ. Rồi ớt này là ở nhà mình đi săn bắt được đó hả gì hả? Dạ, đi săn. Dạ. Rồi ở nhà là chú đi xiệt về để cho gì đem qua chợ bán đó ha. Dạ, với căn của người ta. Dạ. Khổ dữ lắm cái mình này đó chú. Khổ dữ lắm. Dạ. Điều mình khổ thì đến nay mình không có đến lắm rồi con mình đi. Xì sợ đi. Dạ, vậy năm nay được mấy mươi rồi? 6 mấy rồi đó. Dạ, 6 mấy đó hả? Dạ. Dạ. Rồi con cháu đâu vậy? Sao không ra tiếp bán cái gì? Đó, có thằng con trai à, với đứa gái cho chồng xe. Dạ, vậy đó ha. Dạ, con này già mặn nhà ăn rồi. Dạ. Con nghĩ lo mặn, con nó chanh đẻ đồ. Cái đồ chơi đó. Dạ. Chúng là nhiều khi con thấy vất vả, cha mẹ cũng vất vả lây hay gì ha. Dạ. 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 Vậy là hiện giờ là chỉ còn chú với dì ở nhà thôi. Dạ, với nuôi cháu nậu đó. Cha nuôi thêm cháu nội nữa. Dạ, cha nó không có mặn gì chứ. Dạ. Đã nằm trường nay thôi, vợ không mặn làm sao. Dạ. Thôi kệ, ráng cố gắng đi gì. Dạ. Miễn sao mình có được sức khỏe thôi hả gì. Dạ, ha. Bây giờ mình phải lạc quan đi. Dạ. Cho sống là nuôi con cháu. Dạ. Cho người ta quay coi. Dạ. Quay vô khóa kìa. Nói chung là dì hơn 60 tuổi nhưng mà nhìn dì vẫn còn xuân lắm mà. Dạ, đừng nghĩ gì chân á. Dạ. Không nghĩ gì chân á bây giờ. Dạ. Đi. Để sống vô tư đi hả gì. Dạ. Ha. Vô tư. Dạ. Đúng rồi đó. Dạ, rồi con chúc dì nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ.
ba nha. Dạ. Dạ. Này ớt đồng nhìn thấy rất là ngon cô chú và anh chị. Dạ. Dạ. Rồi bên đây cũng Ngọc thấy là chị gái này cũng có bán ổi cũng ngon nữa nè. Nói chung là ổi nhìn ngon ngon không à. Dạ. À cái này là bưởi da xanh đó chị hả? À bưởi da xanh đây là cô chú. Bưởi với ổi của chị rất là tươi nha. Dạ, cái khu vực ngoài này thì mọi người cũng có bán đồ ăn sáng đó nè cô chú. Ở đằng kia thì có những quán cà phê. Còn cái khúc đằng này là cái bến phà Vĩnh Sương nè cô chú và anh chị. À, cái bến phà Vĩnh Sương là thứ đâu đó. Đây là đẳng là khoảng chừng cỡ 300 mét nữa. Dạ. Dạ thì bên đây Nguyễn Ngọc cũng thấy là hai gì là mua bán trứng vịt với trứng gà. Dạ cái này trứng gà so đó hay gì á. Dạ. Dạ trứng gà so này con thấy nó bự quá vậy hả? Dạ cái này là mình lấy lại của người ta mình bán hay là ở nhà hay gì? Dạ coi như là mình lấy lại mình bán đó ha. Dạ gì năm nay được mấy mươi rồi? 75. Dì 75 rồi đó hả? Dạ còn gì bên đây? 73. À dì 73 ha. Dạ tóc của dì bạc trắng nhìn thấy đẹp quá. Dạ đẹp. Không mà dì để trắng như vậy nó hay hơn, dạng như với mặt trắng kiểu như là bạc bạch kim đó gì. Dạ. Dạ. Chứ mình nhuộm lên cái môi mốt cái nó ra lại cái màu nó kỳ lắm. Ra dạ. Cái góc nó trắng. Dạ đúng rồi, nó ra góc trắng cái từ từ nó vàng vàng nhìn nó kỳ. Dạ nhà con ở trên Long Bình á. Dạ. Dạ. Dạ con chúc cho hai dì nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn. À dì cũng có bán cá linh non nữa đó hả? Dạ. Dạ. Rồi bên đây con thấy cá chạy oxy là cá gì nữa? À cái cá này ngợp ngợp rồi mình làm sẵn đó hả? Đó cái mình mặn để lên mình bán. À dạ. À kiểu như là cái cá này là cá sống nhưng mà mình đem ra mình mặn sẵn đó hay gì ha? Không có cái đó đem ra mặn. Dạ thì cho con coi tí xíu nha. Dạ thì ở bên đây là cá linh non nhưng mà sống đó cô chú. Thì dì cũng ra. Dạ đó, thì dì cũng múc ra. Dạ con cảm ơn dì nha. Dạ quá trời cá rồi. Cái mùa này là mùa cá linh non hay gì á? Dạ. Thì dì cũng làm sẵn đây nè, rồi ai muốn mua sẵn này về nhà khỏi phải làm. Dạ. Dạ, nó cũng tiện chứ. Múc cái này ra mặn thôi chứ không phải có chết, có thịt gì. Dạ. Dạ, con cảm ơn dì nha. Dạ. Dạ. Thì cái chợ ở đây dạng như chợ nhóm thôi cô chú và anh chị, chứ cũng chưa có chính thức là có một cái chợ nào để cố định cả. Dạ. Thì cũng Ngọc thấy cái khu vực này là bán giày dép cũng khá là nhiều cô chú. Rồi nhang đèn rồi à, ở đây thì cũng Ngọc thấy là cái cây này là cây trúc nè cô chú và anh chị. Cái cây trúc nè, cái cây trúc này cái lá nó rất là thơm nha. Yeah. Rồi bên này là cái cây sầu đâu quá. Dạ yeah, thì bên này là cái cây sầu đâu nè cô chú. Dạ yeah. Cái này là cây sầu đâu phải không chị? Dạ, à. À. Cây sầu đâu với cây trúc à, sạp này thì bán giày dép rồi nè à, thì Nguyễn Ngọc thấy chú này cũng đang may giày may dép cho khách đây nè. À. Chú bao nhiêu năm trong nghề chú? À, mới có gần 60 năm. Gần 60 năm rồi đó hả? Trời đất. Dạ. Mấy năm ở đây, mặn ở dưới cho lạnh rồi. 2 mấy tuổi,
Là gần 60 năm trong nghề đó hả chú? À, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 67. Chú năm nay 67. Dạ. Sao chị gái cười hoài vậy? Hả chị? Chắc chú nói có gì đó là lạ phải không? Thành thử ra chỉ cười nè. Cái màn hồi chưa tiếp thu đó đến đây. Dạ, vậy là hồi đó là chú 7 tuổi chú làm rồi hả? À 7 tuổi là chập chững. Mình chập chững không có làm dép mai, dép tập mai dép. Dạ, mới chập chững là tập mai thôi. Dạ, dép là mình tập mai thôi chứ không có mình không biết gò. Dạ. Từ lớn mình biết gò. Dạ. Có tập mai. Những chân dài của anh mình. À. Vậy là chú nói hồi đó cái năm 7 tuổi là chú ở cái tiệm giày, ngay tiệm giày của nhà đó hả chú? Ừ, mình tập thấy nó làm mình bất chước mình tập tập mình ngay đâu có biết gò. Dạ. Làm nó cứ kêu ngẫu. Rồi mặn nó biết. Cái lớn lên cái mười mấy tuổi mình biết được. Dạ. Đâu chú xè cái tay ra cho con coi thử chú. Dạ, nó cứ chai hết trơn, cái lòng bàn tay trái của chú chai nè của chú. Chai. Như là mình cầm cái kim mai đó ha, cái dùi mai đó ha. Chai cái mình lột. Dạ. 60 năm trong nghề bởi làm sao mà không chai được. 50 mấy năm hả chú hả? Năm mấy năm. Dạ. Hồi đó mình chưa có làm chứ mình tập mai được. Dạ. Gò dép đôi với gò dài đâu mình đâu có biết. Dạ. Vậy là cái năm 7 tuổi là mình bắt đầu năm 73 là tôi làm được rồi. Làm được mà nó nhẹ chứ không có làm chuyện nặng. Năm 73 là cách đây là cũng 52 năm rồi. 51 52 năm rồi. Dạ. Làm cũng đỡ con gò yếu. Dạ. Người lớn người ta làm mình trước lại. Dạ. Quá trời cái tay nghề của chú là dữ dằn thiệt á. Coi như là lão luyện rồi. Nói về mà cái nghề mai giày này mà ai muốn qua chú là cũng hơi khó rồi nha. Đúng rồi. Mình ở trong nhà tại mình ra mình làm mình không có tốn gì đâu. Thì ai làm với mình nhảy xuống mình làm. Như cái đôi dép này mình mai vậy là tiền công một đôi bao nhiêu chú? Này có 30. À, một đôi 30 ngàn ha. Dạ. Yeah. Cô chú và anh chị nào mà muốn cho nó chắc hơn thì phải mai lại. Yeah. Còn không mà đi nước vài lần là nó nhả keo ra. Ở Sài Gòn dán thì nó nhả. Dạ. Ở Sài Gòn nó dán thì nó phải đi nó xúc keo. Mà có cái loại keo tốt là dán là không bao giờ xúc luôn nghe chú. Cái đó là có Bình Dương cái hãng mà nó độc quyền. Yeah. Chứ mà không ăn được. Vậy đó hả? Có mấy ngày nó cũng mặn lại, nó chổng mà mình lấy mình xài được chứ mình đem về nó bắt nó phạt. À vậy đó ha. Đúng rồi. Đi xuất khẩu đó, cái dạ như nó độc quyền rồi nếu mình đem ra ngoài mình phân phối lung tung đó rồi ảnh hưởng đến cái hãng của người ta ha. Mình mang xúc gì mình dán cho nó mình xài được. Dạ. Mình đi ra ngoài bảo vệ nó xét nó phạt. Dạ. Cho. Vậy là hồi đó chú cũng có làm ở Bình Dương không thời gian hả? Nhận em nó nói với tôi không có đi làm mướn. Dạ, dạ. À, chú đeo cái nghề dài này là hơn 50 năm rồi đó. Tại mình có ông anh nó làm mấy cái lãnh bên dạ. Rồi hồi đó sao mình không mở tiệm làm giày dép luôn chú? Tôi có mở cái sao mà bà xã mặt nghỉ. Dạ. Nghỉ cũng làm giờ yếu rồi. Dạ gì đó ha. Dạ. Sức bây giờ chú ở với ai với con hả? Con để con ở với con. Dạ. Giờ làm túc tắc gì vô đỡ buồn hả chú hả? Tôi qua ngày không. Dạ. Có tiền mà không có tiền nữa. Dạ. Chăm nữa sống được. Dạ. Nói chung là một đôi 30 ngàn mà ngày mình làm chừng 10 đôi thôi. Đấy, là thấy cũng khỏe hả chú? 10 đôi trên 10 đôi khi không tới nữa. Một đôi này là thời gian mình mai về là bao lâu hả chú hả? Mình trung bình 1 tiếng hồ đi. À 1 tiếng một đôi đó hả? À, mình trung bình mình nói 1 tiếng. Dạ. Rồi từ ngày mà dì mất rồi là chú không có bước thêm bước nào nữa sao? Không. Dạ. Ở gì không thấy buồn sao chú? Cũng buồn lắm. Dạ. Mình không có điều kiện. À mình không có điều kiện ha. Chứ còn thấy bên cái chương trình mà kết nối yêu thương rồi đó. Có những cái trường hợp mà 60 mấy 70 người ta dẫn lên tìm bạn bốn phương rồi đó chú. Ở trong TV đó cũng có. Dạ. Có khi nào con chú ngỏ lời là kêu chú đi tìm người về bầu bạn không chú? Cái đó mình tự động thôi. À mình tự động thôi ha. Cũng có thấy vậy. Mình thì không muốn cái gì nha. À không muốn nữa hả? Giờ nếu chú muốn là cũng không cần lên trên kết nối yêu thương nhưng mà ở ngay quê hương xứ sở mình cũng có vậy chứ hả chú hả? Vậy. Mình cách được cái gì?
sống lâu lâu mình gặp cái gì đâu. Nói chứ càng lớn tuổi thấy nó cũng quạnh quẻ và buồn lắm Tứ Hòa. Thí dụ như hôm nay là con chia sẻ cái hình ảnh của chú lên nè, rồi có cô nào đó là muốn về bầu bạn với chú đồng ý không? Cũng đồng ý chứ, dễ mà thì mình đồng ý à. Chịu luôn phải không? Dễ. Vậy là chú phải cho cái số điện thoại đi, rồi nhiều gì nhiều cô biết mới liên lạc với chú được chứ. Điện thoại 0356. 0356. Dạ. 00081. 37 đuôi. 37 đuôi. Dạ. Dạ. Chú có thể cho con biết tên được không ạ? Tên Quỳnh Văn Bé. À, chú Quỳnh Văn Bé, năm nay là chú 67 tuổi ha. Phải không chú? Dạ. Thì có hôm nay là con chia sẻ hình ảnh chú lên đây. Đó. Nếu như có người muốn bầu bạn với chú là chú đồng ý liền phải không? Hả chú bé hả? Dạ. Dạ dạ, rồi rồi. Đang tìm. Thì bây giờ có số điện thoại chú ở trên màn hình rồi. Có ai mà liên lạc lại là chú nhớ bắt máy để nghe nghe. Dạ, chứ đừng bỏ lỡ cơ hội nghe chú. Dạ, uổng lắm à. Thấy lên truyền hình nó cũng có đó. Dạ. Dạ. Dạ thì thôi con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, lúc nào có tin vui chú nhớ cho con hay với nha. Dạ. Rồi. Rồi, con chào chú nha. Dạ. Dạ thì Nguyễn Ngọc thấy chị cũng có bán trứng gà so nữa nè. Ở đây trứng gà so cũng nhiều chứ. Dạ, kiểu như mình đếm lại của người ta chứ không phải là của nhà hả chị hả? Dạ. Đó, chục con gà luôn kìa. À, một chục vậy là bao nhiêu hả chị hả? 30. Dạ, dạ. Mấy trứng gà so này là người ta làm thuốc rồi nè. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. À, bên đây thì Nguyễn Ngọc thấy là cái gian hàng của chị gái này bán cua, tôm, hải sản đồ là tùm lum hết trơn nè. À, cua nè, cua biển không nè cô chú. Dạ, đây tôm quá trời luôn. À, thì bên đây Nguyễn Ngọc thấy thấy có mấy cá lóc này. Ủa chị, mấy cá lóc này nó cái màu nó thấy cái khác mấy cá lóc kia hả chị? Dạ, thấy nó cái màu nó trắng nè. Ê. Dạ. Thì mấy cá lóc này Nguyễn Ngọc thấy nó trắng đó cô chú và anh chị. Nó không phải là như những cá lóc khác nha. Dạ. Như là nó có những cái đốm bông bông ở trên người nó rất là lạ cô chú. Thì bên đây Nguyễn Ngọc thấy là cái gian hàng của chị bán là đầy đủ hải sản cho cô chú và anh chị. À, ghẹ rồi nữa nè. Bên đây thì tôm càng. Wow, tôm thẻ là sống tươi xanh luôn. À, ở đây là chị bán cá cũng bự bự không ha. À, con cá này, con cá lăng này phải không chị? Dạ. À, cá lăng này bự dữ vậy. Chị đó hả chị, còn có mười mấy ký nữa đó hả? Dạ. Chị lặn cá. Cái gì anh ơi? Thì con cá lăng đuôi đỏ này này Nguyễn Ngọc nhìn thấy nó cũng bự của chú, con này cỡ 3 kg quá. Dạ. Quá trời cá lăng. À, có ăn bún hai ngày là coi gì thêm đúng không? Ở đây chị bán đồ biển toàn tươi tươi ngon không à cô chú? Sao biết đây cô chú? Tháng của em nhiêu hả chị? Của em 87 ngàn.
Dạ thì ở đây là có hai gian hàng bán hải sản của Đà Phú. Bên đây thì bán cũng là tôm, cua, ghẹ, mực rồi sò huyết. Bên đây Nguyễn Ngọc thấy là cái gian hàng bên đây là bán cũng khá là nhiều. Là đây cua của chú ơi, quá trời cua ngon không nè, cũng có sò huyết đây nữa. Dạ em chào chị nha. Dạ ở đây mình bán ba khía hả chị? Ba khía với mắm rồi đó hả? Cái này là mắm đu đủ hay gì chị? Ở nhà mình tự làm đó ha. Dạ vậy đó hả, bán mắm không mà đeo vàng tới cửa đó đó cô chú và anh chị. Cho chị lên tới đó luôn hả? Ở đây thì chỉ có hai gian hàng là bán đồ hải sản thôi, chị với là bên đây thôi ha. Dạ bán như vậy là cũng hoành tráng lắm hả chị hả? Đây là cái đầu cá hồi nè cô chú và anh chị. Dạ đầu cá hồi nè với cá nục nè ha. Rồi chị cũng có bán thêm những cái chả với giò gà rồi đó nè. Chà cái con cá đó cá tra hả chị hả? Dạ cá tra nè hả. Vậy đó ha. Dạ. Dạ. Mấy người ta mua ta đem đi đó. Dạ. Mua bắt đầu kiểu như người ta vô thùng mút nó đem đi hả chị ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Nói chung là muốn mua hải sản là phải về những các cái vùng biên giới như vậy mua đồ nó mới tươi ngon hả chị ha. Dạ. Cá sống nó đi mà xong rồi cái để trong thùng xốp á dở dở để đá nó vô đi. Dạ rồi em cảm ơn chị nha, em chúc chị mua may bán đắt nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Thì cái gian hàng của trong này của Ngọc thấy có cũng bán khô cá lóc nè cô chú và anh chị. À, khô cá lóc với là khô sư cá sặc bổi nè. Dạ. Đây khô cá lóc. Chị. Dạ khô sắp bổi ngon quá chị ha. À, đây là cô chú và anh chị. À, bên này thì Ngọc cũng thấy là cái này là khô lương phải không chị? Dạ thì đây khô lương nè cô chú. À, trong này Ngọc thấy cũng có một ốc này là ốc bu phải không chị hả? Ốc lát hả? Hình như là cái ốc lát này nó ngon hơn ốc bu hả? Dạ nó giòn hơn ha. Mà em thấy con ốc lát này thấy lớn quá trời nè ha. Chứ trước giờ là cái cỡ mà bự bự cỡ này là em cũng ít thấy. Dạ kiểu như mua lửa hả chị ha. Dạ. Dạ. Coi như bây giờ là cái người ta lựa sẵn là nó tùy theo giá hả chị hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà cỡ này chắc loại nhất luôn rồi quá, lớn nhất rồi ha. Dạ. Chị bán là khô cá lóc, khô sặc bổi với là lương. Có khô lương nữa cô chú. Dạ, em cảm ơn chị nha, em chúc chị mua may bán đắt nha. À, thì ở đây Nguyễn Ngọc cũng thấy có cái gian hàng chị gái này bán tôm cá rồi nữa nè. Để em chia sẻ lên nha mọi người, mai mốt tao biết cái điểm bán của chị tao lại mua cho nhanh hết ha. Ủa cái con cá trắng này cá gì vậy chị? À, cá mè dinh hả? Cá mè dinh này thấy bự quá ha. Nó còn lớn nữa không chị hả? Dạ à, còn nữa ha. Thì ở đây là đa số là cá sông nhiều hả chị? Dạ. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Dạ thì bên này Nguyễn Ngọc cũng thấy là cái này là khô cá linh non đó hả chị? Khô cá linh non ăn á. Dạ. Ôi quay là mua đó nha. Dạ. Với là cái khô cá à cá thiểu. Con cá này nó béo lắm rồi chị. Tiên tròn tròn ăn. Dạ. Rồi, lúc trước em cũng có mua về kho lạc ăn nó béo dữ lắm. Thì ở đây là Nguyễn Ngọc thấy là có khô cá linh non nữa nè. Cái này mà về để tí xíu mỡ tỏi rang sơ lên cái nữa là thơm phức luôn. Dạ. Ăn là gần như là không đủ cơm để ăn luôn ha chị hả? Dạ.
À, ở đây thì Nguyễn Ngọc thấy hai chị cũng lặt bụng cá linh non nè. À, mình lặt sẵn gì mình báo cho người ta đó hả chị? Dạ. Dạ. Tên gì? Tên gì ạ? Dạ, của em là Nguyễn Ngọc TV. Gì? Tây Quê. Ngọc Tây Quê hả? Nguyễn. Nguyễn Ngọc Tây Quê. Dạ. Nhớ vô bấm đăng ký xem ủng hộ em ra nha. Quay cái gì? Quay Nguyễn Ngọc hả? À, là Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc hả? Nguyễn Ngọc Tây Quê. Dạ. Bây giờ dạ. Ta biết ta lên trên ta coi. Dạ. Ừ. Rồi cái khô cái linh non đó là mình đem về mình phơi hả chị? Cái này là mình móc ra rồi nè, mình bóp chảy mình phơi. Dạ. Cái đó mình có cần nêm nếm gia vị rồi vô không chị? Dạ, nhưng mình phơi vậy thôi. Tao ngon luôn. Dạ. Không có nói mình nêm nếm đàng hoàng hết trơn rồi. Mình nêm nếm à. Nêm nếm đàng hoàng hết trơn mình mới phơi. Dạ. Cái đó là bao ngon luôn á. Bao ngon luôn ha. Cái này về ở đồ cháy mỡ tỏi chút xíu rồi để rang qua rang lại là. Chứ không có đợi dạ. Cái gì nữa hết trơn. Uống cái bia nè. Vậy đó hả? Ăn cơm là hóa chén luôn á. Vậy là ở nhà là anh ở nhà cũng hay uống bia với cái món này lắm hả chị? Thấy mình nói như kiểu nó giòn giòn ấy là ăn. Dạ. Nó ngon lắm. Dạ đúng rồi. Rồi em cảm ơn hai chị nha. Chúc hai chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, ở đây thì Nguyễn Ngọc cũng thấy là chị gái này có bán bắp chuối đó nè. Bắp chuối. Cái này là cái cây gì chị? Cái này rau nhút. À, rau nhút hả? Ủa, rau nhút này sao em thấy nó khác, nó nhiều loại rau nhút hả chị? Rau nhút mà nó bò ở trên bờ, nó bị được. Em thấy có rau nhút kia nó có cái mấy cái trắng 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 như cái bông gòn vậy á. Cái này trái, cái này trái. Cái này bò. Thì rau nhút Thái cô chú, còn cái kia là rau nhút của mình hả chị ha? Ở đây dạ chị bán bắp thì nói chung là chị cũng lặt hộp qua sẵn nè. À, cũng tiện quá nha. Cái này là mua về xong rồi rửa sạch sẽ rồi nấu ăn thôi, xào ăn thôi, quá ngon. Rồi cái này chị bán bịch gì là nhiêu? Bịch đó hả? Dạ. Có 20 ngàn. Bịch này nửa ký đó hả chị? Ừ. Dạ. Chị lấy cho em bịch đi. Đưa phân bì cho đủ nửa ký à? Dạ, đưa phân bì đó nha. Dạ, thì ở đây Nguyễn Ngọc cũng thấy chị có bán bánh tét nữa nè. Bánh tét, bánh chuối. Bánh tét, bánh chuối rồi đó. Bánh chuối, bánh nấu. À, nhìn bánh tét này bắt đầu nhớ tới Tết liền rồi. Dạ, nhớ tới Tết. Dạ, chị để đó giùm em đi. À, cái này ở, ở nhà mình quá chị. Ở nhà luôn. Dạ. Ở nhà đó ha. Mấy cái ổi này ngon lắm. Mấy cái ổi này hột ít nè. Ổi là hột. Dạ, ổi không có hột đó. À, ở đây Nguyễn Ngọc thấy gì cũng có bán là cái cây sầu đâu nữa nè. Lá sầu đâu. Lá sầu đâu nè. Lá sầu đâu với rau ngổ nè. Cái lá sầu đâu này về bóp gỏi với cá khô, khô cá lóc hay gì á. Đúng không gì, khô cá lóc mình nướng lên hay gì hả? Khô lóc với cá nướng nó mình bóp gỏi cũng được nữa. Dạ. Chấm cá khô rồi vậy cũng được, chấm muốn ăn gì ăn. Dạ. À, con thấy gì lặt mấy cái rau rau nhãn lồng này đó hả? Dạ. À, lặt sẵn cho người ta vậy đó ha. Sẵn bán luôn. Dạ. Cái gì gái đó gần. Cái rau này là gì mua của người ta hay là dạ ở nhà gì trồng đó hả? Dạ nó 5.000 rau đồng nè. Cái cải ngọt thấy cũng ngon cô chú, coi như là nhổ để nguyên gốc luôn nè. Dạ cải mới không nè, còn những cái cải này mà ăn bánh xèo là hết ý luôn nè. Cải để xanh nhỏ nhỏ. Cải bông hả? Dạ. Yeah. Kìa bên mâm là lặt à. Rồi gì lặt sẵn luôn rồi, mua luôn đi em gái. Nè. Yeah. Thôi lấy này đi con. À. Được, này mình luộc mà ăn ngon lắm. Nè. Yeah. Cái này ăn mát chứ lắm à. Em vô cho con. Em vô 5 ngàn cho nó đây hết không? Đây, con ăn trước đi. Này 5 ngàn phải không? Mua này nhiêu? Cái đó là gì? À, kiểu như mua hai thứ trộn lại đó. Dạ. À. Ở đây là người nhà mình không đó hả gì? Dạ, đồ nhà gì đó hả? À, gì năm nay được mấy mươi rồi?
67. Dạ gì 67 đó hả? À. Ngày nào cũng ra chợ bán đó, hả gì hả? Dạ, dạ, đồ nhà mình lẻ đem đi bán. Dạ. Nói chung là ra chợ rồi cũng quen hả gì? Ở nhà thấy buồn ha. Nhà buồn chứ. Dạ. Buồn. Dạ đúng rồi, bữa nào mà nghỉ bữa là thấy buồn lắm á. Dạ rồi con cảm ơn dì nha, con chúc dì nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi. Dạ thì ở ngoài trước này cũng Ngọc cũng có thấy là những cái gian hàng bán hoa quả này nè, bên đây thì bông hoa. Dạ ở đây là thấy dì bán bông hoa cũng rất là tươi cô chú, rất là nhiều màu nha. Ồ cái màu này sao con thấy ngộ cô? Cái đó bông nhuộm chú ơi. À nhuộm hả? Dạ. Dạ vậy đó ha. Dạ. Dạ. Đó còn là bông đẹp đẹp không của chú dành chị. Dạ. Dạ. Quá trời chiếc xe chị gái này tải còn hơn là chiếc xe tải nữa nè. Hả? À xe qua cam, xe qua cam là coi như là chị chạy qua bên cam chị bán đó hả? Ờ vậy bán đó, bên cam, bên cam chia. Dạ là hết xe này luôn đó. Bởi vậy là thành thử ra là chị tải một chuyến là quá trời cô chú và anh chị đó. Thì là cái con đường đó là đi qua cửa khẩu Vĩnh Sương đó cô chú. Dạ đi qua bên Campuchia. Dạ qua Campuchia bên đó. À chị đây là chị bán trái cây được không ha? Dạ cái này là mận Hà Nội nè phải không chị? Dạ. À, mận Hà Nội nè. Rồi ở đây là mận cục đồ nữa. À, cái chôm chôm thấy ngon quá, cái màu đỏ tươi nên là nhìn thấy hấp dẫn quá trời nè. Ở đây là chị bán cũng là đủ loại trái cây hết trơn cô chú dành chị. Dạ. À, trên này thì cũng còn thấy đây là nho Mỹ nè. Cái này nho Mỹ phải không chị? Dạ. Nho Mỹ rồi nho móng tay rồi nho mẫu đơn nữa nè. Cũng là rất là nhiều cái loại nho. Dạ. Nhớ ghé đi qua chùa bảy, nhớ ghé cái xe của chị bán cái cây này, ghé ủng hộ mọi người. Dạ đó. À, bên này là chị bán mực hả? À. Bán mực, bán mực dịch, bán chim cò. Bán chim cò luôn. À mực mình vô bọc sẵn gì đó hả chị? Dạ vô bọc sẵn gì, bọc gì là 80 ngàn. À mực tươi bao ngon, mực tươi bao ngon luôn, bọc 80 ngàn bọc ha. Rồi chị bán thêm là trứng vịt với là bún nấm đó hả? Đây nè cô chú, là chị bán là cũng có trứng vịt rồi bún nấm đó nè, rồi có con cò đó nè. Dạ ký 80. Cò này mình bán con vậy chứ đâu bán ký hả chị? Ký 250 hả chị? Dạ. Con cò này chắc được mấy trăm gram cái gì hả chị ha? Ký 5 con hả? Thấy cái hình dáng nó sùng sề lắm nhưng mà thật sự ra là lông nó nhiều cô chú và anh chị, chứ thịt chẳng bao nhiêu hết á. Dạ, thì Nguyễn Ngọc cũng đi dài dài cái khúc này cho giáp luôn cô chú và anh chị. Gì bán hương hoa hả? Dạ bào sẵn gì đó hả gì ha? Dạ cái này mua về rửa xong rồi bắt nước lên nấu thôi. Dạ. Dạ thì ở đây cũng có một số bắp non đó cô chú, cái này xào ăn rất là ngon, ngọt dưới trời lắm. Dạ. À, cái này hầm xương đó hả gì ha? Hầm xương á. Dạ hầm giò heo rồi đó. Dạ. À, ở đây thì gì bán hũ hoa rồi bí dưa leo đủ thứ ha. Dạ đồ nhà mà. À đồ nhà luôn hả gì? À, ở nhà vậy là mình có làm rẫy đó hả gì ha? Ừ, trồng hũ hoa dưa leo. Dạ trồng hũ hoa dưa leo. Dạ thì nói chung là các chợ vùng biên này đa số bán đồ nhà rất nhiều cô chú và anh chị. Dạ thành thử là mọi người mà về đây là mua những cái đồ này ăn là khỏi sợ thuốc men rồi, với là những cái chất bảo quản rồi đó. Dạ, ở đây thì cũng Ngọc thấy là chị gái này cũng có bán xôi nè, xôi nếp than với là xôi giò hả chị? Nếp than với xôi giò. Dạ. Sao chị, năm nay là mình mua bán nó đỡ hơn năm trước không chị? Thế lắm hả chị? Dạ, vậy đó ha. Dạ, năm nay bán nó xịu ta. Dạ. Giờ ai cũng, nói chung là bán giờ xịu ta, ai bán quá chứ. Dạ, cũng tội cho bà con hả chị ha.
Dạ vậy đó hả? Một ngày mình bán mấy ký chị? Hả? Ngày mình bán mấy ký? Ngày bán nắng cái thôi đó. Dạ. Giờ còn cút luôn. Dạ. Thì bây giờ nghe chị nói cũng thấy khó khăn cho bà con cô chú và anh chị. Thời buổi này bây giờ thì chị nói bán rất là ế ẩm chứ không phải được như mỗi năm. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ. À ở đây là thấy là chị gái này cũng có bán ếch nữa nè. Ếch với cà rô nè ha. À, quậy cái gì đi theo mẹ bán hả? Không ở nhà hả? Sao không ở nhà? Hả? Sao không ở nhà? Hả? Không chịu hả? Là mỗi lần chị đi bán là phải đi theo gì đó. Ờ. À, người cha đâu không giữ. Đi bằng hết hả? À vậy đó ha. Dạ. À, chú. Dạ. À thấy anh trai này cũng đang làm ớt hả anh? Dạ. Dạ. Cái này là ớt đồng không anh ha? Ớt hay bù tọt anh? Ớt nhưng mà nó nhỏ hả? Dạ. À mình lột sẵn thì mình bán ký nhiêu anh? Dạ ký 100 ha. Đó thì đây là cô chú và anh chị. Thì Quý Ngọc thấy anh cũng lột sẵn rồi. Ở đây có thịt chuột nữa ha. À, bên chị gái này thì cũng có bán gà, bán vịt nữa đây. Mày đăng lên là bên chị không có nghe. Ấp chứ không phải thì có đăng hết. Trời ơi, vậy con. Ờ, đâu có lên chơi không thấy gì đâu. Đăng lý mà làm như mà máy mày sao mà làm đi như không biết tao nghe chứ từ đó giờ mình đăng cái gì cũng chưa thấy gì vậy. À thì Quý Ngọc cũng thấy là ồ cái cá này là mình ướp sẵn đó hả chị? À vậy đó. Dạ. À muối rồi đó hả? Cái này là mua về chỉ là chiên ăn thôi. À, hai vợ chồng đang làm cá linh non nè cô chú. À. Rồi làm bằng dao hả chứ không ngắt bằng tay được hả? Sao em thấy mấy người kia ngắt bằng tay đâu mà lâu hơn hả? À, đúng rồi mình để cái này làm thấy nó nhanh ha. À, bà xã làm nhanh hơn nha. Đó thì chị gái này làm thấy nhanh hơn là cô chú và anh chị đó. Chị làm rất là nhanh. Dạ thì ở đây cũng Ngọc thấy cũng có bán ghẹ đó nè. Ghẹ đó nè cô chú và anh chị. Ghẹ rồi tôm càng. Rồi ghé vô mua đi chị. Ghé vô mua đi. Thì giờ này là khách cũng còn lai rai thôi cô chú. Chợ nhìn rất là vắng. Đây cô chú và anh chị nhìn thấy là dạ thì thôi video đến đây Quý Ngọc cũng xin tạm dừng ở cô chú và anh chị. Quý Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Quý Ngọc xin hẹn cô chú và anh chị những video tiếp theo nha.